Phía sau nhà con có nhiều cây bụi, cây và bụi cây rậm rạp. Con muốn chặt cây nhỏ và bụi rậm để phát quang tránh ruồi muỗi đắng rết. Con không chặt cây lớn, chỉ muốn chặt những cây và bụi nhỏ. Như vậy có phạm giới hay nghiệp gì không? Cái chuyện á mà vị tỳ kheo không có nhổ cỏ, đó là cái giới của tỳ kheo. Có những giới chỉ áp dụng cho tỳ kheo thôi, còn quý vị không có áp dụng. Cho nên cái chuyện mà các sư không có nhổ cỏ được thì không dính dáng gì tới quý vị hết. Quý vị nhổ cỏ bình thường, tại vì cái đó nó không có tạo cái nghiệp. Tuy nhiên như thế này nè, chúng ta nên cẩn thận, tại vì có thể trong cái quá trình mà phát quang á, chúng ta có thể làm động đến cái chỗ ở của những chúng sanh khác, ví dụ như kiến, ví dụ như là con giun, con dế, thì cẩn thận. Tôi chỉ nhắc là cẩn thận thôi, để có khi mình không khéo á, mình sẽ xâm phạm đến tụi nó thì nó không có hay. Chứ còn nếu như bản thân cái việc quý vị phát Chắc quang không ấy đi chặt thì nó không dính dáng gì hết. qua.